Bạn chuẩn bị xem vạn giới chi môn, sáng pháp truyền đạo tập 381. Vũ trụ tinh không chỗ sâu thập nhất giai sinh mệnh cũng tốt, cổ thần cũng được. Thậm chí chư vị trung cực tồn tại đều chắc chắn là một vị ngộ ra thời gian quy tắc thập giai, ngay tại đột phá tới thập nhất giai. Bởi vì bị xé rách vũ trụ lỗ hồng, cùng rót vào tiến đến hỗn độn hư không bản nguyên, đều muốn so thập nhất giai đỉnh phong xung kích trung cực thấp hơn rất nhiều. Nhưng là hạ khâm trí cường giả cùng vũ điệp trí cường giả biết được cũng không phải là như thế. Dưới mắt tạo thành động tĩnh lớn như vậy, vẻn vẹn chỉ là ngân hà tinh chủ ngay tại đột phá tới thập giai. Từ cửu giai đột phá tới thập giai. Cái này khiến hai vị trí cường giả có chút phát tăng. Cho dù bọn hắn lại như thế nào xem Trọng Lâm Nguyên, cho rằng đột phá lúc chỗ xé mở lỗ hồng sẽ ở ngàn vạn dặm trên dưới. Cái này đã coi như là đánh giá cao Lâm Nguyên, phải biết, bình thường cửu giai đột phá tới thập giai, xe rách vũ trụ lỗ hồng sẽ chỉ tại khoảng trăm vạn dặm đặc thù cửu dai có lẽ có thể làm được xé mở hai ba trăm vạn dặm lỗ hồng, nhưng đây đã là cực hạn. Đồng thời kể trên đột phá lúc, chỗ xé mở lỗ hồng, vẻn vẹn chỉ là vũ trụ nội bộ lỗ hồng, quán chú cũng là bản nguyên vũ trụ. Mà ngộ ra thời gian quy tắc, thể nội thế giới hoàn chỉnh độc lập, xé mở vũ trụ lỗ hồng, đem kết nối ngoại bộ hỗn độn hư không. Hỗn độn hư không bản nguyên chất lượng cao hơn nhiều bản nguyên vũ trụ, nếu như không phải ngân hà tinh chủ mở tầng không gian vượt qua hai ước tầng hạ khâm trí cường giả thậm chí đều sẽ cho rằng đột phá lúc chỗ xé mở vũ trụ lỗ hồng liền trăm vạn dặm đều không có xé mở vũ trụ lỗ hồng vượt qua 12 năm ánh sáng hỗn độn hư không bản nguyên quán chú loại này động tĩnh không nên xuất hiện cửu giai đột phá tới thập giai trên thân à hạ khâm trí cường giả cùng vũ điệp trí cường giả thần sắc không hiểu cũng không phải bọn hắn chất vấn lâm nguyên mà là cảm thấy trước mắt một màn này có chút khó tin ngộ ra thời gian quy tắc thời gian sinh mệnh đột phá tới thập giai giai lúc sẽ mở vũ trụ lỗ hổng có lẽ sẽ đạt tới thập quang năm nhưng đó là thập giai trải qua cửu giai đột phá dù là gánh chịu chỉ là bản nguyên vũ trụ quán chú cũng để cho tự thân hết thảy nhục thân linh hồn tâm linh ý chí thể nội thế giới thực hiện trên phạm vi lớn thuế biến lại thêm tại thập giai lúc không ngừng ngộ ra các loại dung hợp quy tắc thu nạp đến thể nội thế giới khiến cho thể nội thế giới nội tình tích lũy không ngừng tăng lên mà những này tăng lên xa xa không phải nhiều mở ra một hai ức tầng tầng không gian liền có thể san bằng. Cửu giai sinh mệnh mở càng nhiều tầng không gian, quả thật có thể là bước vào thập giai sau tăng thêm một chút nội tình, nhưng cũng chỉ là một chút, thập giai lúc tham ngộ các loại dung hợp quy tắc, nhất là trụ cột quy tắc ở giữa dung hợp. Đối thập giai sinh mệnh trợ giúp sẽ lớn hơn. Ngân Hà tinh chủ vẻn vẹn ngộ ra thời gian quy tắc, liền một môn trụ cột cấp dung hợp quy tắc đều chưa ngộ ra, làm sao có thể gánh chịu nhiều như vậy hỗn độn hư không bản nguyên quán chú? Hạ Khâm trí cường giả cùng Vũ Điệp trí cường giả trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng trước mắt đột phá lúc động tĩnh, như lại chân thật bất hư, vô cùng vô tận hỗn độn hư không bản nguyên quán chú mà xuống. Cái này tiểu gia hỏa, khẳng định còn có đại bí mật. Hạ Khâm đến trí cường giả cùng Vũ Điệp đến trí cường giả nhìn lẫn nhau một cái, đoán chừng hắn bây giờ tại Huyền Hoàng bí cảnh hiển lộ thực lực, chỉ là làm dáng một chút. Lấy hiện tại Lâm Nguyên gánh chịu hỗn độn hư không bản nguyên lượng, vị này ngân hà tinh chủ, tại cửu giai lúc tích lũy nội tình, đoán chừng mạnh không thể tưởng tượng. Nếu như vẹn vẹn chỉ mở ra hai ức tầng tầng không gian, làm sao có thể tiếp nhận nhiều như vậy hỗn độn hư không bản nguyên quán chú. Tốt tốt tốt. Hạ Không Chí cường giả ánh mắt tỏa sáng. Nguyên bản hắn coi là Lâm Nguyên tại cửu giai ngộ ra thời gian quy tắc, đã cho mình kinh hỉ cực lớn. Không nghĩ tới vui mừng lớn hơn còn tại đằng sau. Lấy Lâm Nguyên hiện tại đột phá lúc tạo thành động tĩnh, đoán chừng mới vào thập giai, liền so sánh những cái kia hạng A trên danh sách đỉnh phong thập giai. Vũ Điệp trí cường giả đồng dạng nổi lên tiếu dung. Hai vị trí cường giả không có chút nào trách cứ Ngân Hà Tinh chủ đối bọn hắn có chỗ giấu giếm. Muốn trưởng thành, giấu giếm tự thân là chuyện ắt phải làm. Tinh hải lịch nguyên niên trước đó, nhân loại văn minh dài rằng giặc ẩn núp tuế nguyệt, đồng dạng là đang cực lực che giấu mình. Không ẩn tàng, nhỏ yếu lúc nhân loại văn minh, sớm đã bị đông đảo dị tộc cùng trí cường giả chia cắt sạch sẽ. Về phần lâm nguyên trên người đại bí mật cơ duyên lớn. Hạ khâm trí cường giả cùng vũ điệp trí cường giả chưa từng để ý. Lớn hơn nữa bí mật, có thể cùng nhân loại văn minh đã từng lấy được những bí mật kia lớn. Lớn hơn nữa cơ duyên, có thể cùng nhân loại văn minh đã từng lấy được những cái kia cơ duyên lớn. Tầng không gian chỗ sâu. Lâm Nguyên ngồi xếp bằng, đỉnh đầu trên không, cái kia đạo 12 năm ánh sáng liên tiếp lấy hỗn độn hư không lỗ hồng cấp tốc khép lại. Cửu giai đột phá tới thập giai, tiếp nhận bản nguyên quán chú thời gian là cố định, đều là 333 giây cho nên nội tình càng là hùng hậu cửu giai đột phá, sẽ mở lỗ hổng liền sẽ càng lớn, tại giống nhau thời gian dưới. Muốn thỏa mãn khác biệt nội tình cửu giai đột phá tới giai bản nguyên quán chú, có thể cải biến chính là lỗ hổng lớn nhỏ. Lỗ hổng càng lớn, 333 giây bên trong quán trú bản nguyên thì càng nhiều. Lâm Nguyên đột phá lúc xé mở vũ trụ lỗ hổng đạt tới 12 năm ánh sáng, dù là tiếp tục thời gian như cũ chỉ có 333 giây, thu hoạch bản nguyên cũng là khó mà đánh giá giờ phút này lâm nguyên có loại bị chống đến cảm giác chân thân bản tôn hai đại nguyên thần phân thân đều chống đỡ no bụng rốt cục bước vào thập giai lâm nguyên mở hai mắt ra tâm thần phấn chấn cho dù là nhất phổ thông thập giai trải qua bản nguyên vũ trụ quán chú thực lực so sánh với cửu giai lúc cũng có gấp trăm lần nghìn lần tăng phúc mà lâm nguyên trải qua hỗn độn hư không bản nguyên quán chú lấy được tăng phúc tự nhiên càng lớn nhục thân linh hồn tâm linh ý chí cùng thể nội thế giới đều đạt tới cao độ toàn mới chỉ là ta đột phá lúc động tĩnh cũng không nhỏ à. Lâm Nguyên liếc mắt trên không hư không đã hoàn toàn khép lại lỗ hổng. Bình thường tới nói, cửu giai sinh mệnh đột phá tới thập giai là sẽ không khiến cho động tĩnh lớn như vậy. Vẹn vẹn chỉ là dẫn tới trăm vạn giảm phương viên lỗ hổng bản nguyên vũ trụ quán chú, đừng nói những cái kia thập nhất giai sinh mệnh, liền xem như trí cường giả cũng khó có thể phát giác. Thập giai đột phá tới thập nhất giai, nếu như vẫn như cũ gây nên bản nguyên vũ trụ quán trú, tạo thành động tĩnh vẫn như cũ không phải rất lớn. Lựa chọn vắng vẻ tinh vực đột phá, hoàn toàn có thể lặng yên không tiếng động vượt qua. Mà ngộ ra thời gian quy tắc thập giai đột phá tới thập nhất giai. Từ nay cái vũ trụ kỷ nguyên bắt đầu đến nay, xuất hiện số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, loại này thập giai sinh mệnh, cơ bản tại đột phá trước đó, đều sẽ tìm kiếm trí cường giả che chở. Tựa như hạ khâm trí cường giả cùng vũ điệp trí cường giả là lâm nguyên đột phá lúc bố trí thời không ngăn cách đồng dạng. Nhân loại văn minh, trùng tộc, thiên vũ tộc các loại đỉnh phong tộc quần, không nguyện ý nhìn thấy bản tộc bên ngoài đàn sinh trung cực tồn tại. Nhưng là tinh không đại liên minh thập nhị giai sinh mệnh cũng không phải là như thế. Tinh không đại liên minh chính là vũ trụ tinh không bên trong, rất nhiều sinh mệnh đặc thù vì chống cự đỉnh phong tộc quần đấu đá, mà tạo thành thế lực, bọn chúng trí cường giả, hết sức vui vẻ che chở tiềm lực cường đại, lại không có bối cảnh gì sinh mệnh. Về phần thập nhất giai đột phá tới trung cực, tạo thành động tĩnh, xa xa so lâm nguyên đột phá lúc phải lớn hơn nhiều nhưng thập nhất giai sinh mệnh trung cực nhảy lên ngoại lực là không cách nào tạo thành ảnh hưởng gì đến lúc đó thập nhất giai sinh mệnh sẽ nếm thử triệt để thoát khỏi dòng sông thời gian trói buộc trong lúc đó trí cường giả nếu là xuất thủ ngăn cản không khác nào đối kháng toàn bộ dòng sông thời gian loại kia phản phệ trí cường giả cũng không chịu đựng nổi mà một khi bắt đầu xung kích trung cực chỉ có hai kết quả thành công tử vong hạ khâm trí cường giả Lâm Nguyên chủ động đi ra tầng không gian. Hơn 10 năm trước, Hạ Khâm Chí cường giả đến Ngân Hà Tinh vực lúc, liền thông trì qua Lâm Nguyên, để hắn an tâm thuế biến. Đột phá trước đó, Lâm Nguyên tâm không ngoại vật, nhưng bây giờ đều đã triệt để bước vào thập giai, tự nhiên cần gặp một lần Hạ Khâm Chí cường giả. Dù sao vị này Chí cường giả trọn vẹn tại Ngân Hà Tinh vực bảo vệ nhanh 20 năm, cũng coi là cực kỳ coi trọng Lâm Nguyên. Dư, Lâm Nguyên vừa sải bước ra, thân hình xuất hiện tại Ngân Hà Tinh vực bên ngoài. Giờ phút này đang có hai thân ảnh lẳng lặng đứng tại kia Hạ khâm trí cường giả Còn có vũ điệp trí cường giả Lâm Nguyên trong lòng có chút giật mình Nhân loại văn minh chín vị trí cường giả Hắn coi như chưa từng thấy tận mắt toàn bộ Nhưng mỗi một vị trí cường giả bên ngoài hình tượng tự nhiên rõ ràng Bạn chuẩn bị xem vạn giới chi môn Sáng pháp chuyển đạo tập 382 Hạ khâm tháp chủ Vũ điệp tháp chủ Lâm Nguyên có chút kho người Nhân loại văn minh chín vị trí cường giả phân biệt tọa chấn tại chín tòa tiến hóa tháp cao cũng có thể được xưng tháp chủ hai vị trí cường giả thì là mang theo tiếu dung nhìn xem lâm nguyên xét lại một lát lâm nguyên ngươi thật là để cho ta ngoài ý muốn hạ khâm trí cường giả thoáng có chút cảm khái bên cạnh vũ điệp trí cường giả cũng khẽ gật đầu làm trí cường giả thoát khỏi dòng sông thời gian thập nhị giai sinh mệnh cái gì tràng cảnh sự tình gì chưa thấy qua nhưng ở lâm nguyên cái này tiểu ra hỏa trên thân bọn hắn lại liên tiếp bị trấn kinh chi cường giả ta lâm nguyên thần sắc trần chờ dự định trước đem tự mình mở ra tầng không gian số tầng hơi lộ ra một chút về phần thần bí hồ lô lâm nguyên ẩn ẩn cảm nhận được quan hệ quá lớn mặc kệ cái gì tình cảnh mình tuyệt đối không thể thừa nhận đạt được này kiện bảo vật không cần giải thích hạ khâm trí cường giả khoát tay áo ngươi có bí mật rất bình thường ta cũng có bí mật vũ điệp cũng có bí mật hạ khâm trí cường giả cười tủm tỉm nhìn xem lâm nguyên lấy hắn cấp độ căn bản lười nhắc tìm căn nguyên đến cùng, chỉ cần Lâm Nguyên là nhân loại tiến hóa giả là được rồi. Vâng, Lâm Nguyên lập tức nói. Thực lực ngươi bây giờ, ta đều có chút không nắm chặt được. Hạ khâm trí cường giả đánh giá Lâm Nguyên, suy nghĩ một hồi, mở miệng nói ra. Bất quá hẳn là có thể so sánh thập giai hạng A đi. Hạng A thập giai tiêu chuẩn là ngộ ra hai loại trụ cột quy tắc dung hợp sau quy tắc mới. Lâm Nguyên mặc dù chưa ngộ ra bực này dung hợp quy tắc, nhưng nội tình quá trọng hậu, cùng loại với nhất lực phá vạn pháp ý vị, không sai biệt lắm." Lâm Nguyên gật đầu. Kỳ thật Lâm Nguyên cảm giác mình bây giờ thực lực còn có vượt qua bình thường thập sai hạng A. Không có cách, ngộ ra thời gian quy tắc về sau, thể nội thế giới hoàn chỉnh độc lập, tiến tới gây nên hỗn độn hư không bản nguyên quán chú, cho Lâm Nguyên mang tới tăng lên muốn vượt xa mong muốn. Rất tốt." Hạ Không Chí Cường giả trên mặt hiển hiện, hiện tiêu dung. Lấy nhân loại văn minh thể lượng, thêm ra một vị hạng A thập sai cũng không tính cái gì chuyện lớn bằng trời. Tối đa cũng liền ảnh hưởng ảnh hưởng cỡ lớn trên chiến trường cục bộ chiến cuộc, chỉ lần này mà thôi. Nhưng Lâm Nguyên so sánh hạng A thập giai thực lực, cùng bình thường hạng A thập giai không đồng dạng. Mặc kệ là nhân loại văn minh, vẫn là những dị tộc khác, tất cả hạng A thập giai nhóm đều là thực lực tiềm lực đạt tới hạn mức cao nhất. Ngoại trừ đột phá tới thập nhất giai, lại không bất luận cái gì tiến bộ không gian. Nhưng là Lâm Nguyên, mới vào thập giai, liền so sánh hạng A thập giai đợi đến nắm giữ rất nhiều dung hợp quy tắc thậm chí nắm giữ trụ cột cấp dung hợp quy tắc thì còn đến đâu thập nhất giai cường giả không ra ai có thể là lâm nguyên đối thủ bất quá ngươi cũng đừng kiêu ngạo hạ khâm trí cường giả lời nói xoay chuyển ngữ khí ẩn ẩn ngương trọng lên chúng ta đối ngươi chờ đợi không phải thập giai cũng không phải thập nhất giai mà là trung cực là thập nhị giai hạ khâm trí cường giả nhìn xem lâm nguyên bên cạnh vũ điệp trí cường giả đồng dạng cũng là tiếu dung thủ liễm vũ trụ tinh không cân nhắc đỉnh phong tộc quần nội tình mạnh yếu có được chỉ có trí cường giả chiến lực cao thấp không thành trí cường giả cuối cùng chỉ là dòng sông thời gian bên trong sinh mệnh có thọ nguyên đại nạn chết giả một ngày lâm nguyên coi như thiên phú tư chất lại như thế nào xưa nay chưa từng có chỉ có bước vào thập nhị giai cấp độ mới có thể vĩnh hằng duy trì minh bạch lâm nguyên gật đầu hắn đồng dạng khát vọng trở thành trung cực một là chỉ có bước vào cấp bậc kia mới có thể có lấy sức tự vệ về phần hiện tại. Dựa vào nhân loại văn minh lực lượng cũng có thể làm được tự vệ. Nhưng dựa vào ngoại lực, cùng dựa vào tự thân, Lâm Nguyên càng thêm ưa thích cái sau. Bước vào thập giai về sau, thể nội thế giới cùng bản nguyên vũ trụ thành lập liên hệ sẽ tự nhiên mà nhưng chậm chạp thuế biến. Cho nên ngươi bây giờ cần phải làm là tận khả năng ngộ ra càng nhiều dung hợp quy tắc, sau đó lại dung nhập thể nội thế giới, tăng lên thể nội thế giới nội tình. Hạ Khâm Chí Cường giả mở miệng nói ra. Ngộ ra càng nhiều dung hợp quy tắc. Lâm Nguyên trong lòng bừng tỉnh. Thập giai cường giả ngộ ra dung hợp quy tắc càng nhiều, thực lực coi như càng mạnh. Trên lý luận tới nói, cho dù là hạng A thập giai ở giữa, cũng là có rõ rệt thực lực phân chia cao thấp. Ngộ ra một loại trụ cột cấp dung hợp quy tắc hạng A thập giai, cùng ngộ ra hai loại trụ cột cấp dung hợp quy tắc hạng A thập giai, ai mạnh ai yếu một mắt hiểu rõ. Cùng ngộ ra ba loại trụ cột quy tắc dung hợp sau quy tắc mới, cùng ngộ ra hai loại trụ cột quy tắc dung hợp sau quy tắc mới cũng rất dễ dàng phân chia ra cao thấp, thậm chí dính đến thời gian quy tắc cùng cơ sở quy tắc dung hợp, đồng dạng có thể tăng lên trên diện rộng một vị nào đó hạng A thập giai thủ đoạn. Thời gian quy tắc cho dù cùng phổ thông quy tắc dung hợp, sinh ra uy năng cũng muốn vượt qua hai loại trụ cột quy tắc dung hợp sau quy tắc mới uy năng. Đúng, kỳ thật coi như đến thập nhất giai, chủ yếu cũng là dung hợp càng nhiều quy tắc. Bất quá thập nhất giai sinh mệnh dung hợp chính là thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc, nếu có thể dung hợp càng nhiều trụ cột quy tắc lấy được chỗ tốt cũng liền càng lớn hạ khâm trí cường giả gật đầu nói hỗn độn quy tắc lâm nguyên nhịn không được hỏi ngươi vậy mà biết rõ hỗn độn quy tắc hạ khâm trí cường giả kinh ngạc nhân loại văn minh nếu như không có thu hoạch được trận kia từ vũ trụ bên ngoài hạ xuống thiên đại kỷ nguyên cũng không có khả năng biết rõ hỗn độn quy tắc một chuyện ta từng tại huyền hoàng bí cảnh một chỗ cơ duyên chi địa đạt được liên quan tới hỗn độn quy tắc một chút tin tức lâm nguyên nửa thật nửa giả nói hỗn độn quy tắc một chuyện đúng là hắn từ huyền hoàng bí cảnh bên trong đạt được chỉ bất quá không phải cơ duyên chi địa mà là bí cảnh chi linh sáu tay thân ảnh nói với hắn đến từ vị kia biến mất vô tận tuế nguyệt huyền hoàng bệ hạ huyền hoàng bí cảnh đúng là một vị nào đó khó lường cường giả lưu lại hắn biết rõ một chút hỗn độn quy tắc tình báo cũng là bình thường hạ khâm trí cường giả không có suy nghĩ nhiều từ hiện tại đẩy lên đi qua hạ khâm trí cường giả rõ ràng lâm nguyên trong huyền hoàng bí cảnh thực lực vẫn là thật to giữ lại. Loại này tình huống dưới, tiến vào một chút vượt qua lẽ thường cơ duyên chi địa, thu hoạch được một chút cao tầng thứ tình báo, cũng không phải là cái gì chuyện kỳ quái. Thập nhất giai sinh mệnh, nếu như có thể ngộ ra hỗn độn quy tắc, xác thực đối xung kích trung cực, có lợi ích rất lớn. Hạ Khâm Chí cường giả ngữ khí hơi cảm khái, nhưng không cần quá mức truy cầu việc này, ngộ ra hỗn độn quy tắc đối thập nhất giai sinh mệnh là gần như không có khả năng. Nguyên lai là dạng này. Lâm Nguyên âm thầm sợ hãi thán phục hắn đột phá lúc triển lộ ra động tĩnh đã có thể xác minh tự thân thiên phú tiềm lực dù vậy hạ khâm trí cường giả vẫn như cũ không cho rằng lâm nguyên có thể ngộ ra hỗn độn quy tắc hiển nhiên việc này độ khó lớn đến khoa trường đúng rồi bước vào thập giai sự tình muộn mấy năm lại công bố hạ khâm trí cường giả nói ra ngươi đột phá tạo thành động tĩnh quá lớn ngoại giới những dị tộc kia các cường giả đều cho rằng ta nhân loại văn minh đản sinh một vị thập giai ngộ ra thời gian quy tắc thập nhất giai tiến hóa giả cho nên ta dự định thuận thế mà làm đầu tiên là đối ngoại tuyên bố nhân loại văn minh một vị nào đó ẩn thế tiến hóa giả ngộ ra thời gian quy tắc sau đó tại trung ương tinh vực đột phá tới thập nhất dài hạ khâm trí cường giả nhìn xem lâm nguyên thập giai lúc liền ngộ ra thời gian quy tắc mặc dù không thể tưởng tượng nhưng trung quy là có tiền lệ những dị tộc kia các cường giả phản ứng cũng không về phần quá lớn nhưng là cửu giai ngộ ra thời gian quy tắc lại đột phá lúc tạo thành động tĩnh lớn như vậy đoán chừng những dị tộc kia trí cường giả nhóm đều sẽ đứng ngồi không yên nghĩ trăm phương ngàn kế ra tay với lâm nguyên mặc dù nhân loại trí cường giả cũng sẽ càng thêm chú ý lâm nguyên sẽ không để cho những dị tộc kia trí cường giả đạt được nhưng loại chuyện này có thể không phát sinh vẫn là tận lực đừng phát sinh có thể giấu giếm được đi lâm nguyên rất là tò mò nếu như ta không phải tận mắt nhìn thấy cũng sẽ không tin tưởng cửu giai đột phá tới thập giai sẽ tạo thành lớn như vậy động tĩnh dị tượng Hạ Không Chí Cường giả lườm Lâm Nguyên một chút. Bên cạnh Vũ Điệp Chí Cường giả nhìn về phía Lâm Nguyên ánh mắt cũng tới hiện lên vẻ khác lạ. So với nhân loại văn minh sắp hiện ra cho dị tộc nhìn giả tượng chân chính chân tướng mới càng để cho người không dám tin tưởng mới là đi. Tốt, đã ngươi đã bước vào thập giai, ta cũng nên trở về. Hảo hảo làm quen một chút thập giai sau lực lượng. Hạ Không Chí Cường giả nói xong, thân hình liền biến mất không thấy. Cửu giai đột phá tới thập giai, dù là chỉ là phổ thông đột phá cũng sẽ tiếp dẫn bản nguyên vũ trụ quán chú. Tự thân hết thảy đều sẽ đạt được rõ rệt tăng lên, cho nên mới vào thập giai cường giả, trước hết nhất làm sự tình đều là thích ứng tăng vọt lực lượng. Lâm Nguyên tiếp dẫn chính là vượt qua bản nguyên vũ trụ gấp trăm lần hỗn độn hư không bản nguyên, lại tại lượng trên không biết rõ có bao nhiêu. Thực lực tăng lên biên độ, đồng dạng vượt qua bình thường cửu giai đến thập giai vạn lần 10 vạn lần. Vũ Điệp Chí Cường Giả nhìn Lâm Nguyên một chút, thân hình tiếp lấy biến mất không thấy gì nữa. Lâm Nguyên thấy thế thì là quay người trở lại ngân hà chủ tinh bởi vì trí cường giả xuất thủ ngăn cách thời không ngân hà tinh vực tất cả tiến hóa giả đều chưa từng phát giác liền ngân hà chủ tinh trên chư vị bát giai người quản lý cũng không biết rõ bọn hắn tinh chủ giờ phút này đã là thập giai tiến hóa giả diêu tinh chủ bên trong đại điện lâm nguyên thân hình xuất hiện chợt ngồi xếp bằng đột phá tới thập giai về sau lâm nguyên lập tức đi gặp hạ khâm trí cường giả cùng vũ điệp trí cường giả Liên thực lực bản thân biến hóa cũng không có cẩn thận so sánh hiện tại vừa vặn có thời gian chậm rãi cảm thụ bạn chuẩn bị xem vạn giới chi môn sáng pháp truyền đạo tập 383. ta nhục thân linh hồn đều tăng vọt nghìn lần lâm nguyên cẩn thận trải nghiệm lấy cường đại nhục thân cùng linh hồn mang đến trưởng khống cảm giác giờ phút này hắn tựa như một viên thế lực bá chủ thiên thể nếu như buông ra áp chế chung quanh mấy năm ánh sáng hết thảy vật chất đều đem hóa thành bột mịn sau đó vây quanh chính mình chuyển động hiện tại ta cho dù chỉ vận dụng lực lượng của thân thể một quyền cũng đủ để vỡ nát trùng điệp tầng không gian lâm nguyên trong lòng yên lặng nghĩ đến lâm nguyên nhục thân linh hồn nghìn lần tăng phúc cơ sở cũng không phải bình thường cửu giai đỉnh phong mà là trải qua thần bí hồ lô cường hóa về sau cơ sở tăng phúc đạt tới hơn 20 lần kinh khủng nhục thân lại to lớn thể nội thế giới diễn sinh ra thế giới chi lực cũng tại mỗi giờ mỗi khắc dựng dục lâm nguyên nhục thân linh hồn lại thêm võ đạo tu luyện hệ thống vốn là am hiểu tu luyện nhục thân nói cách khác tại chưa từng đột phá tới thập giai trước lâm nguyên nhục thân cường độ cũng đã là cùng cấp độ cửu giai cường giả gấp mấy trăm lần hơn ngàn lần khó trách chỉ nghe nói qua bát giai vô địch tại cửu giai cường giả thủ hạ bảo mệnh nhưng chưa từng nghe nói qua cửu giai có thể tại thập giai thủ hạ bảo mệnh lâm nguyên khẽ lắc đầu tăng lên khoảng cách quá lớn cho dù cái khác thập giai cường giả tiếp nhận chỉ là bản nguyên vũ trụ quán chú cũng xa xa áp đảo cửu giai sinh mệnh phía trên liền xem như đặc thù cửu giai tại mới vào thập giai cường giả trước mặt cũng không có nửa điểm sức phản kháng. Càng đến chỗ cao, khác biệt cảnh giới ở giữa trên lệch cũng liền càng lớn, cửu giai thập giai như thế, thập giai thập nhất giai như thế, thập nhất giai cùng trung cực tồn tại cũng là như thế. Lâm Nguyên thầm nghĩ, nhất là thập nhất giai đến trung cực, kia là phải trang thoát khỏi dòng sông thời gian trói buộc hồng câu trên lệch. Mặc dù vũ trụ tinh không bên trong, một ít cực kỳ cường đại cổ lão thập nhất giai sinh mệnh, có để trung cực tồn tại không nguyện ý động thủ lực lượng tỉ như vị kia thụ giới chi mẫu. Nhưng nơi này không nguyện ý động thủ, không phải nói những cái kia cổ lão cường đại thập nhất giai sinh mệnh. Có thể ngăn cản trung cực thủ đoạn, mà là có hy vọng tại trung cực triệt để đánh giết chính mình trước đó, chủ động mẫn diệt tự thân. Để trung cực tồn tại tay không mà về. Thể nội thế giới Lâm Nguyên phân ra một tia ý thức hóa thân dáng lâm đến thể nội thế giới. Tiếp nhận vô tận hỗn độn hư không bản nguyên về sau, Lâm Nguyên thể nội thế giới, tại trực quan lớn nhỏ trên cũng không có gì thay đổi nhưng ở thế giới bản thân các phương diện đều phát sinh rõ rệt thuế biến. Đơn giản tới nói, liên tựa như trung thổ thần châu đến linh giới khác nhau. Không gian càng thêm ổn định, quy tắc càng thêm cân bằng. Đồng dạng uy năng một kích, tại cửu giai lúc thể nội thế giới sẽ tạo thành vạn dặm khe rãnh, nhưng ở bây giờ thể nội thế giới bên trong, có lẽ vẻn vẹn chỉ có thể bổ ra một đạo núi đá. Ta có thể cảm giác được, tiếp nhận hỗn độn hư không bản nguyên rót vào về sau, thể nội thế giới cùng hỗn độn hư không sinh ra liên hệ, tiến tới mỗi thời mỗi khác đều tại tăng lên. Lâm Nguyên thầm nghĩ, tỉ như dù là vô dụng Lâm Nguyên động thủ, thể nội thế giới tầng không gian số tầng đều đang thong thả mở. Lâm Nguyên thể nội thế giới hoàn toàn độc lập, có thể chậm chạp hấp thu hỗn độn hư không lực lượng. Cái khác thập giai tiến hóa giả thì là phải kém hơn một chút, chỉ có thể hấp thu chủ vũ trụ lực lượng, nhưng đoán chừng cũng cùng Lâm Nguyên hiện tại không sai biệt lắm. Tầng không gian ngay tại tự hành chậm chạp mở, đơn giản là phương diện tốc độ chậm rất nhiều. Đây cũng là thập giai cường giả không quan tâm tự thân thể nội thế giới tầng không gian bao nhiêu nguyên nhân. Bởi vì đến thập giai cấp độ, thể nội thế giới chủ động cùng chủ vũ trụ, hỗn độn hư không, đồng bộ sẽ tự hành mở tầng không gian. Một ít đầy đủ cổ lão thập giai sinh mệnh, thể nội thế giới tầng không gian số tầng, hoàn toàn có thể đạt tới mấy trăm triệu số một tỷ nặng. Loại này tình huống dưới, một ít cửu giai cường giả chủ động mở càng nhiều tầng không gian nguyên nhân, chính là vì tiếp nhận càng nhiều bản nguyên vũ trụ quán trú. Bình thường thiên vạn trọng cảnh cửu giai cường giả đột phá tới thập giai sẽ xé mở trăm vạn dặm lớn lỗ hổng tiến hành bản nguyên vũ trụ quán trú, mà mở mấy ngàn vạn nặng tầng không gian đặc thù cửu giai nhóm đột phá thập giai sẽ mở lỗ hổng sẽ đạt tới hai ba trăm vạn dặm. Tại đột phá thời gian đều duy trì tại ba trăm ba mươi ba giây điều kiện tiên quyết, cả hai tiếp thụ lấy chủ bản nguyên vũ trụ quán trú tự nhiên ngày đêm khác biệt. Đây mới là tại cửu giai mở càng nhiều tầng không gian mang đến tốt đẹp nhất chỗ. Lâm Nguyên mở tầng không gian số tầng đạt tới hơn 23 ức tầng. Thể nội thế giới trực quan lớn nhỏ cũng vượt qua 200 triệu dặm. Rất nhiều kết hợp phía dưới, dẫn đến xé mở vũ trụ lỗ hổng đạt tới 12 năm ánh sáng. Bởi vậy tiếp nhận hỗn độn hư không bản nguyên quán chú cũng là khó mà đánh giá, để Lâm Nguyên thực lực tăng lên biên độ vượt xa mong muốn. Ta hiện tại chân chính chiến lực, không sai biệt lắm tương đương với 3 cái đến 5 cái hắc tinh chi chủ. Lâm Nguyên xem kỹ tự thân, đạt được khách quan đánh giá Hắc Tinh Chi Chủ chính là uy tín lâu năm hạng A thập giai, ngộ ra hai loại trụ cột cấp dung hợp quy tắc. Lâm Nguyên mặc dù chưa ngộ ra một loại trụ cột cấp quy tắc, nhưng nắm giữ lực lượng quá hùng hậu, Hắc Tinh Chi Chủ nếu quả như thật đối đầu Lâm Nguyên, kết quả chỉ có thể là Hắc Tinh Chi Chủ dốc sức công kích không phá được Lâm Nguyên phòng, mà Lâm Nguyên tùy ý một kích, chỉ cần bị lau tới đụng phải, Hắc Tinh Chi Chủ liền phải thổ huyết trọng thương. Nguyên tố chi thể. Lâm Nguyên nghĩ đến cửa này đến từ chư thần thế giới nhục thân thần thông, thập giai cường giả ở giữa chém giết, chủ yếu liều chính là dung hợp quy tắc mạnh yếu. Mà dung hợp quy tắc cũng là quy tắc đơn giản bị nguyên tố chi thể thiên khắc. Hơi quen thuộc lật tự thân trước sau biến hóa. Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, hai đại nguyên thần xuất hiện tại trước mặt. Tại tiếp nhận hỗn độn hư không bản nguyên quán chú trong lúc đó, hai đại nguyên thần cũng đồng dạng được lợi, thực lực cũng thu hoạch được không kém gì bản tôn bao nhiêu tăng phúc. Người đi cỡ lớn dị tộc chiến trường. Lâm Nguyên nhìn về phía Thái Dương nguyên thần đã bước vào thập giai, như vậy Lâm Nguyên tự nhiên dự định đi một chuyến cỡ lớn dị tộc chiến trường. Những thứ không nói khác, chí ít ở nơi đó góp nhặt phá giới nguyên lực tốc độ, muốn vượt qua cỡ trung dị tộc chiến trường rất nhiều. Đột phá tới thập giai về sau, cỡ lớn dị tộc chiến trường đối Lâm Nguyên một điểm cuối cùng uy hiếp, cũng dần dần biến mất, chỉ cần dị tộc chí cường giả không đối với hắn xuất thủ, liền cúi đầu ngẩng đầu không sợ. Thời gian trôi qua, đảo mắt liền đi qua 5 năm mà tại hạ khâm trí cường giả các loại trung cực tồn tại vận hành dưới lâm nguyên đột phá tới thập giai tin tức cũng chính thức bắt đầu công khai kỳ thật nếu là lại không công khai ngoại giới cũng sẽ phỏng đoán ngân hà tinh chủ phải trang bước vào thập giai lấy lâm nguyên tại huyền hoàng bí cảnh triển lộ thực lực đột phá tới thập giai không có cái gì độ khó thập giai lâm nguyên đại nhân bước vào thập giai rồi 200 năm không đến 200 năm thập giai tiến hóa giả chúng ta thương lan tinh vậy mà ra đời lâm nguyên đại nhân dạng này tồn tại Thương Lan Tinh trải qua những năm này phát triển, đã không thể so với một chút tinh hệ chủ tinh trên lệch bao nhiêu. Nhưng biết được Lâm Nguyên trở thành thập giai tiến hóa giả về sau, vẫn như cũ vì đó cuồng hoan. Rất nhiều Thương Lan Tinh tuổi trẻ công dân nhóm, căn bản liền không biết rõ thập giai tiến hóa giả ý vị như thế nào, nhưng tự mình tinh cầu ra như thế một vị đại nhân vật, cũng là phấn chấn dị thường. Thế giới giả tưởng Lâm Nguyên cùng Hắc Tinh Chi Chủ, Lưu Ly Tinh Chủ mấy vị hạng A thập giai nói chuyện phiếm. Ngân Hà Tinh Chủ, đột phá thập giai lúc, trải qua bản nguyên vũ trụ quán trú, cảm giác thế nào hắc tinh chi chủ nhị không được hỏi đây cũng là cùng phía trước đột phá lúc điểm khác biệt lớn nhất thập giai tiến hóa giả đã chỉ nửa bước đứng ở trí cường giả phía dưới đỉnh phong có thể tiếp nhận chủ vũ trụ bản nguyên quà tặng đây chính là trước nay chưa từng có cơ duyên lớn dù là lại kinh tài tuyệt diễm tiến hóa giả cả đời tối đa cũng liền trải qua hai ba lần không tệ lâm nguyên mỉm cười nói mặc dù đã bước vào thập giai năm năm lâu nhưng hỗn độn hư không bản nguyên quán chú cảm giác vẫn như cũ để lâm nguyên có chút trầm mê loại kia tự thân hết thảy đều tại bản nguyên quán chú phía dưới tăng lên điên cuồng mười phần để cho người ta nghiện ha 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 hắc tinh chi chủ trên mặt hiển hiện tiếu dung bên cạnh lưu ly tinh chủ cũng mặt mỉm cười nếu như nói chưa bước vào thập giai ngân hà tinh chủ bọn hắn chỉ là xem ở tiềm lực trên mới nguyện ý kết giao thân cận như vậy giờ phút này ngân hà tinh chủ đã đột phá tới thập giai xem như cùng bọn hắn đứng tại cùng một độ cao lấy ngân hà tinh chủ thiên phú tư chất tu luyện tới hạng a cũng chính là vấn đề thời gian ngoại giới những cái kia đại thế lực tính ra nhiều nhất mấy ngàn năm nhân loại văn minh sẽ lại nhiều ra một vị hạng a thập giai hắc tinh chi chủ lưu ly tinh chủ không biết đến là lâm nguyên thực lực trước mắt đã vượt qua thập giai hạng a mấy ngàn năm thời gian đoán chừng lâm nguyên đã sớm bước vào thập nhất giai tử vân tinh vực xích côn một mạch đại phong chủ ngồi tại bên trong đại điện trước mặt màn sáng trên hiện lên rất nhiều tin tức trên cơ bản đều là liên quan tới ngân hà tinh chủ bước vào thập giai sự tỉnh tiểu sư đệ thành thập giai đại phong chủ sờ lên cái mũi lắc lắc đầu nói nhớ kỹ trước đây ta so tiểu sư đệ trước vừa bước một bước vào bát giai bây giờ ta còn tại bát giai sơ kỳ đảo quanh tiểu sư đệ đều đã thập giai rồi đại sư huynh có một loại ngạt thở cảm giác trước đây liên đột phá đến lục giai đều cần chính mình bảo hộ tiểu gia hỏa hiện tại đã trưởng thành là nhân loại văn minh trụ cột đồng thời tương lai sẽ còn tiếp tục trưởng thành tiếp. May mắn trước đây cùng tiểu sư đệ quan hệ chỗ không tệ. Đại sư huynh trên mặt phát ra tiếu dung. Bước vào bát giai về sau, hắn tọa chấn một phương tinh vực, xung quanh cái khác tinh chủ đều tại giao hảo hắn, dựa vào là tự nhiên là ngân hà tinh chủ mặt mũi. Vạn dương tinh vực. Vạn dương thánh tử nhìn qua trước mặt tin tức, tâm tính đã triệt để chuyển biến đến đây. Thập tam phong chủ thập giai. Vạn dương thánh tử vuốt vuốt cái chán, chính trước đây coi là mục tiêu thập tam phong chủ, giờ phút này đã trưởng thành đến chính liền lão sư, đều muốn ngưỡng mộ cự phách. Không đúng, vạn dương tinh chủ bất quá bát giai vô địch, đối mặt một vị thập giai tiến hóa giả, coi như nghĩ ngưỡng mộ đều ngưỡng mộ không đến. Nhưng là, thập tam phong chủ coi như lại yêu nghiệt lại có thể thế nào. Ban đầu ở lôi đài thi đấu bên trên, thế nhưng là thua trên tay ta một lần. Vạn dương thánh tử trong lòng vui thích nghĩ đến. Bằng vào chuyện này, hắn vạn dương thánh tử nửa đời sau đều có khoác lác tư bản liền vạn dương tinh chủ đều chỉ có thể nhìn xem thời gian trôi qua đảo mắt lại qua hai năm xích côn tinh vực xích côn chủ tinh một cỗ mênh mông không gian ba động bắt đầu tràn ngập chủ tinh bên ngoài một đầu to lớn tinh hải du côn chậm rãi tại tầng 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 không gian ở giữa du đã sau một khắc đầu này tinh hải du côn bắt đầu cấp tốc thu nhỏ biến thành một người mặc màu đỏ thẫm trường bào lão giả cửu giai đây chính là cửu giai Xích côn tinh chủ vui đến phát khóc, kích động vạn phần, yên lặng cảm thụ được đến từ rất nhiều tầng không gian lực lượng. Trải qua hơn trăm năm bế quan, hắn rốt cục bước ra một bước kia, đưa thân cửu dài. 30 vạn năm tuế nguyệt, ta xích côn, cũng bước vào cửu dài. Xích côn tinh chủ nước mắt tuôn đầy mặt, lấy tinh hải du côn đối không gian độ phù hợp, vừa bước vào cửu dài, hắn liền mở ra gần một ngàn nặng tầng không gian. Hiện tại ta, tại đồ nhi trước mặt, cuối cùng có thể ngẩng đầu xích tinh chủ thu liễm tự thân khí tức lâm nguyên bước vào cửu giai về sau hắn vị này lão sư lại chỗ vu bát giai cái này khiến xích tinh chủ rất có áp lực mặc dù nhân loại văn minh không thiếu khuyết đồ đệ siêu việt sư phó sự tình nhưng xích tinh chủ cũng muốn mặt mũi bây giờ xích côn tinh chủ bước vào cửu giai cũng coi là có chút niềm tin nghĩ đến cái này xích côn tinh chủ ý thức liền bắt đầu kết nối thế giới giả tưởng dự định đem chính mình đột phá thành công một chuyện thông chi ra ngoài Thuận tiện giải hiểu rõ bế quan cái này trăm năm qua, nhân loại văn minh đến cùng phát sinh nào sự tình. Chỉ bất quá không hiểu rõ còn tốt, một giải xích côn tinh chủ lập tức có chút không rõ. Ừm.